Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát. Lời đầu tiên thay mặt 30 tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, các chuyên gia tử vi chiêm tinh học dự báo, sau ngày 1 tháng 9 âm lịch, những tuổi này vô cùng xui xẻo, người khác làm 1, được 10, còn mình làm 10, không được nổi đến 3. Trong công việc luôn bị kẻ tiểu nhân hãm hại, đâm lén sau lưng, chuyện tiền bạc thì xui xẻo, làm đâu thua đó, tình cảm rạn nứt, gia đình ly tán, đó là những con giáp xui xẻo nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Một tuổi Tý, hai của 12 con giáp tương hại giáng họa, người tuổi Tý cần phải cẩn trọng khi giữ mối quan hệ với mọi người trong ngày hôm nay, có thể bị kẻ tiểu nhân đang tìm cách tiếp cận để hãm hại bạn. Việc làm ăn cũng khó có thể tiến triển suôn sẻ trong ngày hôm nay bởi luôn có đối thủ xấu bụng tìm cách chơi xấu bạn. Hãy luôn tỉnh táo khi đưa ra những quyết định đầu tư, đừng mù quáng vì đồng tiền rồi đưa ra những lựa chọn sai lầm. Thổ khắc thủy, chuyện tình cảm của con giáp này và nửa kia cũng chẳng được yên ấm. Người ấy có thể hiểu lầm bạn về một vấn đề nào đó, nhưng dù bạn có giải thích thế nào, dường như đối phương cũng không chịu lắng nghe để hóa giải vận đen và tăng cường may mắn cho mình. Những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình một vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp hóa giải vận đen, chiêu vận quý nhân và thâu thu tài lộc. Chi tiết từng tuổi như sau. Tử vi tuổi Giáp Tý 1984, ngũ hành kim, công việc liên tiếp gặp phải vướng mắc. Tử vi tuổi Bính Tý 1996, ngũ hành thủy, cẩn trọng khi kết giao với người khác. Tử vi tuổi Mậu Tý 1948 và 2008, ngũ hành hỏa, tỉnh táo khi đưa ra các quyết định đầu tư. Tử vi tuổi Canh Tý 1960, ngũ hành thổ, vợ chồng hiểu lầm nhau về vấn đề nào đó. Tử vi tuổi Nhâm Tý 1972, ngũ hành mộc, hãy bình tĩnh lắng nghe người khác. Để tăng cường may mắn trong ngày, những gia chủ tuổi Tý nên chọn màu sắc cát tường, màu đen và màu trắng, để mọi việc được hanh thông và may mắn, chiêu quý nhân, thâu thu tài lộc và hóa giải những vận hạn trong ngày. Tử vi học khuyên những gia chủ tuổi Tý nên chơi với những người sau. Thứ nhất là tuổi Sửu được lục hợp với Tý. Tiếp theo là tuổi Thân và tuổi Thìn được tam hợp hóa thủy cục. 2. Tuổi Sửu. Tương xung tác động, người tuổi Sửu nóng nảy, thường xuyên mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Bạn cho rằng mình là người hiểu rất rõ vấn đề nên lúc nào cũng muốn người khác phải nghe theo ý kiến của bản thân. Người làm lãnh đạo có thể gây ra bức xúc cho nhân viên trong ngày hôm nay. Có vẻ như bản mệnh đang quá độc đoán, không chịu đặt mình vào vị trí của người khác nên thường đưa ra những quyết định oái oăm, khó thực hiện với tất cả mọi người. Vậy nên để thâu thu tài lộc, chiêu mời thần tài, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu. Đây là vật phẩm phong thủy chuyên hóa giải vận đen, chiêu quý nhân và thâu thu tài lộc cho những người tuổi Sửu. Chi tiết từng tuổi như sau. Tử vi tuổi Ất Sửu 1985, ngũ hành kim, nên giữ bình tĩnh, chớ hành động nóng nảy. Tử vi tuổi Đinh Sửu 1997, ngũ hành thủy, không nên ra lệnh cho người khác. Tử vi tuổi Kỷ Sửu 1949 và 2009, ngũ hành hỏa, không nên đưa ra những quyết định độc đoán. Tử vi tuổi Tân Sửu 1961, ngũ hành thổ, chú ý hơn đến vấn đề, lắng nghe mọi người. Tử vi tuổi Quý Sửu 1973, ngũ hành mộc, không nên ép buộc người khác làm việc theo ý mình. Để có được vận may trong ngày hôm nay, những gia chủ tuổi Sửu nên sử dụng màu sắc cát tường như cà phê và màu xám. Để hóa giải tai ương, tăng cường may mắn và tài lộc, những gia chủ tuổi Sửu cần phải biết chọn quý nhân cho mình. Vậy nên các bạn hãy chơi với những người tuổi Tý, tuổi Dậu và tuổi Tỵ. 3. Tuổi Dần. Các nhà tử vi chiêm tinh học dự báo, cục diện mộc khắc thổ gây nhiều trắc trở cho những người tuổi Dần. Trong ngày này, với những người tuổi Dần còn độc thân, do họ quá kén chọn nên khó gặp được người như ý. Bạn đặt ra những tiêu chuẩn quá cao cho nửa kia, tương lai mà lại không đánh giá chính xác bản thân mình. Với những người đã có đôi có cặp, thường bắt nửa kia nghe theo ý kiến của mình một cách vô lý. Nếu không chịu thay đổi mà vẫn tiếp tục giữ cái tính này, người ấy sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi và không thể đáp ứng được những yêu cầu của bạn. Bên cạnh đó, thương quan chiếu mệnh khiến cho con đường công danh sự nghiệp của bạn cũng chẳng thể suôn sẻ như mong muốn. Con giáp này thường bị cấp trên chèn ép nên khó phát huy được tài năng của mình. Trong ngày này, bạn nên rũ bỏ hết những phiền muộn và tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình mà thôi. Để tăng cường may mắn, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hóa giải vận đen đeo bám, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, từ đó thâu thu tài lộc cho mình. Chi tiết từng tuổi như sau.
Tử vi tuổi Giáp Dần 1974, ngũ hành thủy, không nên bắt nửa kia chiều chuộng vô lý. Tử vi tuổi Bính Dần 1986, ngũ hành hỏa, hãy quan tâm hơn đến cảm xúc của nửa kia. Tử vi tuổi Mậu Dần 1998, ngũ hành thổ, không nên mâu thuẫn với lãnh đạo. Tử vi tuổi Canh Dần 1950 và 2010, ngũ hành mộc, khó phát huy được thế mạnh. Tử vi tuổi Nhâm Dần 1962, ngũ hành kim, khó tìm được một người ưng ý. Để tăng cường vận may cho mình, những gia chủ tuổi Dần cần tìm chơi với những người tuổi Hợi, tuổi Ngọ và tuổi Tuất. 4. Tuổi Mùi. Trong ngày này, vận đen liên tiếp đeo bám và ập đến với những người tuổi Mùi. Hơn nữa trong ngày này lại có thiên quan giáng họa. Vậy nên những người tuổi Mùi cần lưu ý, hạn chế mâu thuẫn với những người có chức quyền trong ngày hôm nay. Dù bạn có mạnh mẽ, đứng lên cũng khó có thể bảo vệ được quyền lợi của chính mình. Các bạn hãy bình tĩnh theo dõi tình hình để có cách giải quyết tình huống hợp lý nhất. Còn nếu quá cứng cỏi cũng không giúp bạn thu được bất cứ lợi thế nào. Hơn nữa, bạn cứ làm tốt việc của mình, kẻ xấu sẽ chẳng tìm được cớ gì để bắt bẻ. Để hóa giải vận xui xẻo đeo bám, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh. Chi tiết từng tuổi như sau. Tử vi tuổi Ất Mùi 1955 và 2015, ngũ hành là kim, dễ vướng phải mâu thuẫn với người khác. Tử vi tuổi Đinh Mùi 1967, ngũ hành thủy, cần kiểm điểm lại cách cư xử của mình. Tử vi tuổi Kỷ Mùi 1979, ngũ hành hỏa, hãy tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình. Tử vi tuổi Tân Mùi 1991, ngũ hành thổ, bị kẻ xấu tìm cách bắt bẻ. Tử vi tuổi Quý Mùi 2003, ngũ hành mộc, hãy thử quan sát vấn đề dưới góc độ khác. Để có nhiều may mắn trong ngày, những gia chủ tuổi Mùi cần chọn cho mình những màu sắc cát tường như sau, màu nâu và màu xám, bên cạnh đó tìm chơi với những người tuổi Ngọ, tuổi Mão và tuổi Hợi. 5. Tuổi Tuất. Các chuyên gia tâm linh cho biết trong ngày hôm nay, những người tuổi Tuất bị cục diện tương hình giáng họa, khiến cho những người tuổi Tuất khó có thể hoàn thành những mục tiêu đã đặt ra từ trước. Bên cạnh đó, kẻ xấu luôn nhăm nhe tìm cách chọc gậy bánh xe, khiến bạn tốn nhiều thời gian giải quyết các rắc rối. Đối với những người làm ăn kinh doanh khó thu được một khoản lời lãi lý tưởng, có thể bạn sẽ phải chịu sự cạnh tranh gay gắt đến từ đối thủ hoặc con đường bạn đi đã trở thành lối mòn nhàm chán, không thu hút được những khách hàng mới. Vậy nên, để vận mệnh sự nghiệp được may mắn và bình an, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh. Bên cạnh đó, để phát triển nhanh chóng và bền vững, thổ vượng nhắc nhở con giáp này hãy từ bỏ những suy nghĩ cố hữu từ trước tới nay của mình để tiếp nhận được những điều mới mẻ hơn. Có thể ban đầu bạn sẽ thấy bối rối, song dần dần bạn sẽ tìm được guồng quay của mình. Chi tiết từng tuổi như sau. Tử vi tuổi Giáp Tuất 1994, ngũ hành hỏa, chịu nhiều áp lực do công việc mang lại. Tử vi tuổi Bính Tuất 1946 và 2006, ngũ hành thổ, cần chú ý kẻ tiểu nhân tiếp cận. Tử vi tuổi Mậu Tuất 1958, ngũ hành mộc, chịu sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ. Tử vi tuổi Canh Tuất 1970, ngũ hành kim, nên tìm lối phát triển mới mẻ hơn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất 1982, ngũ hành thủy, hãy thử tiếp cận những vấn đề mới. Để gặp nhiều may mắn hơn trong cuộc sống, những gia chủ tuổi Mùi nên sử dụng những màu sắc cát tường như màu vàng và màu cam, đồng thời tìm ra những người thuộc tuổi quý nhân của mình như tuổi Mã, tuổi Dần và tuổi Ngọ. 6. Tử vi tuổi Hợi. Các chuyên gia tử vi tâm linh học dự báo cho những người tuổi Hợi gặp cục diện thổ khắc thủy, hợi thủy khắc thổ, hoặc là dù được tam hợp cục trợ mệnh, nhưng với những người tuổi Hợi độc thân trong thời điểm này, họ quá thực dụng. Bạn không quan tâm đến tình cảm thực sự mà chỉ chăm chăm nhìn đến điều kiện, hoàn cảnh của đối phương. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bạn có thể sẽ đánh mất tình yêu đích thực của mình. Với những người đã lập gia đình, bạn cảm thấy mình gặp phải khó khăn trong việc bày tỏ tình cảm. Tuy nhiên bạn đừng quá lo lắng, nếu như không thể nói tiếng yêu thành lời, hãy dùng hành động để chứng minh cho người ấy hiểu. Hơn nữa, lại gặp vận kiếp tài, lại đem lại thần quyết tâm chinh phục mục tiêu cho bản mệnh. Bạn khá bất chấp, không cần mọi người xung quanh ủng hộ cũng có thể mạnh mẽ làm điều mình muốn. Tuy nhiên, bạn cần chú ý không đưa ra những quyết định mù quáng. Chi tiết từng tuổi như sau. Tử vi tuổi Ất Hợi 1995, ngũ hành hỏa, không nên giữ những quan điểm thực dụng. Tử vi tuổi Đinh Hợi 1947 và 2007, ngũ hành thổ, hãy tìm cách bày tỏ tình cảm của mình. Tử vi tuổi Kỷ Hợi 1959, ngũ hành mộc, không nên đặt nặng các yếu tố vật chất. Tử vi tuổi Tân Hợi 1971, ngũ hành kim, hãy dùng hành động để chứng minh bản thân. Tử vi tuổi Quý Hợi 1983, ngũ hành thủy, mạnh mẽ làm điều mà mình muốn. Để trong ngày này gặp nhiều may mắn, những gia chủ tuổi Hợi cần sử dụng những màu sắc cát tường như màu đen và màu xanh lam. Bên cạnh đó, hãy tìm chơi với những người tuổi quý nhân của mình như tuổi Dần, tuổi Mão và tuổi Mùi.
Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm hiểu ra 6 con giáp xui xẻo nhất sau ngày 1 tháng 9 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chia sẻ với bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của quý vị hãy comment ở bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.